Theo phản ánh của gần 40 hộ dân thuộc hai thôn Pa Hy và Trại Cá, xã Tà Long, huyện Đắk Cờ Rông, thì hiện nay việc tích nước cho lòng hồ thủy điện Đắk Cờ Rông 4 khiến cho nhiều diện tích đất sản xuất cứ đến mùa mưa là bị ngập sâu trong nước. Từ năm 2021 cho đến nay, người dân trong thôn đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị lên chính quyền các cấp, nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết. Chăn nước là nói là không ngập, mà hiện tại là đợi tình là từ ngày 2 tháng 9 2019 là bị ngập, hiện tại là chưa đến bù. Ủy ban nhân dân xã Tà Long cho biết trong năm 2021, đối với diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng phát sinh sau khi tích nước khu vực lòng hồ thủy điện Đắk Cờ Rông 4 của 22 hộ ở thôn Pa Hy và 17 hộ ở thôn Trại Cá, cử tri của hai thôn và Ủy ban nhân dân xã Tà Long đã có ý kiến đề nghị phía công ty thủy điện Đắk Cờ Rông 4 và các phòng ban chuyên môn kiểm tra, đo đạc để thực hiện việc đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Tà Long cũng đã tiếp tục có tờ trình và Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm kê thiệt hại, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phương án giải quyết. Về phía công ty thì phải cố gắng làm như thế nào đó là phải là đền bù lại cho bà con những cái thiệt hại mà khi mà sau khi thống kê lại là mình phải đền bù. Và cái nữa là về phía huyện thì khi mình đã đo đạc rồi thì huyện xã cũng có cái tờ trình gửi, thì đề nghị là về phía huyện là cũng phải trả lời bằng văn bản để mà xã có ý kiến để mà có để trả lời lại với bà con. Công ty cổ phần Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị, chủ đầu tư và quản lý khai thác vận hành công trình thủy điện Đắk Cờ Rông 4 cho rằng, việc người dân kiến nghị đền bù nhiều diện tích đất đai, hoa màu do mực nước chứa hồ thủy điện vượt quá cao trình là không có căn cứ và hoàn toàn không thể xác minh được thiệt hại khi tiến hành đo đạc, khảo sát trên thực địa. Sau cơn lũ năm 2020 thì có một số đơn kiện đó và chúng tôi đã cử cán bộ đi cùng với hộ dân và thôn trưởng xã đi kiểm tra từng cái thửa đất và thấy rằng các thửa đất đó không bị ngập tại thời điểm trong cao trình mực nước dâng bình thường hiện nay là không bị ngập, nhưng mà chúng tôi chưa có thời gian và chưa nhận được văn bản của trung tâm bồi đất. Có thời gian chúng tôi sẽ phù hợp làm việc với huyện và xã và hộ dân, từng hộ dân để họp để giải thích cho họ là cái việc ngập nước do lũ lịch sử xảy ra thì không phải là do công trình gây ra. Trước những vướng mắc kéo dài kể trên, các cấp chính quyền ở huyện Đắk Cờ Rông cần vào cuộc một cách tích cực hơn nữa để có phương án giải quyết thấu tình đạt lý, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa doanh nghiệp và người dân địa phương.